Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là thanh niên đầu đỏ. Chào mọi người đi nào Vanh ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay mình với cả Vanh đang có mặt ở trong một cái mini game khá là quen thuộc các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, hai tòa lâu đài. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình xây dựng những cái đội quân gọi là siêu xịn sò trong đây các bạn ơi. Đấy, nói chung là nhận được thử thách của các bạn đó là xây dựng đội quân gọi là siêu anh hùng. Thế nên đâm ra là ngày hôm nay chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gọi là xây dựng cái đội quân siêu anh hùng VIP nhất ở trong Minecraft các bạn nha. Thì thôi bắt đầu luôn nhé. Okay. Chiến luôn các bạn ơi, tầm này luật chơi chắc là ai cũng biết rồi. Chắc là không ai ăn gian hoặc ai ăn gian sẽ bị hôi nách các bạn ế suốt đời. Đấy, hồi mình chắc chắn là gọi là không thể ăn gian được bạn. Nói câu đấy là không ăn gian được rồi. Đấy, thực ra là các bạn thấy mình ăn gian là các bạn biết liền. Thế bình thường là Núp hay ăn gian đúng không? Không, trời ơi, các bạn xem mình là các bạn biết làm gì ăn gian đâu đúng không? Đấy, các bạn thấy mình ăn gian các bạn nói đi. Trời ơi, nói là chủ map gọi là không cho chơi nó đâu ấy. Rồi ok các bạn ơi, ngày hôm nay là anh này lại lên trên này rồi. Và chúng ta có luôn cái gọi là cái nam châm các bạn. Chúng ta gọi là không cần phải chạy vô xa ở đâu. Ừ đúng rồi, chúng ta đứng ngoài từ xa hút thôi. Rồi ok à, bác đào đi bác. À đây bác đào rồi, quên mất nãy giờ bác đào một lần rồi. Bảo sao mình thấy là đứng chờ mãi. Rồi ok các bạn ơi, hai bác liền. Ôi nhưng mà từ nữa nha, hình như là ngày hôm nay, ôi hôm nọ mình nhớ rằng là mai level 3 chỉ có 20 thôi, cái này chỉ có 40 thôi, cái này 80 mà. Thế nó gấp 3, gấp 4 lần. Ôi dồi ôi, ngày hôm nay là tiền nhiều hơn rồi. Ngày hôm nay chắc là xây dựng, chắc là bọn mình xây dựng đội quân siêu anh hùng ấy. Thế đâm ra giá cả đắt đỏ các bạn. Ôi dồi ôi, kiểu như là người lao động là đã đi làm siêu anh hùng hết rồi, không ai chịu đi mai nữa, đâm ra là thuê nhân công hơi đắt. Rồi ok, không sao. Trời có gì đâu, bắt đầu đi. Đúng rồi, thực ra là chúng ta chắc chỉ khổ ban đầu thôi, về sau chúng ta xây dựng gọi là được làm kinh tế gọi là siêu xịn xòa thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà trời ơi khó khăn gì đâu, đơn giản ngay mà. Có 10 bác rồi nè. Cái gì 10 bác rồi, thế nên hack à? Mình mới qua được đôi 4 năm thôi. Nhìn bốc phét rồi bạn ơi. Đây, bây giờ mới được đưa đâu đó khoảng 7-8 bác các bạn ơi. Rồi chứ mình phải tăng cái tốc độ gọi là sản xuất. À đâu quên mất, không phải sản xuất bạn, huấn luyện với bác này đi mai thật là nhanh chóng các bạn. Đấy, chứ không là mình thấy là rồi cứ toàn gần 10 phút mình mới đủ có đội quân mạnh bạn, lâu quá thật. Lúc đấy là không thể nào mà đứng nhìn đối thủ sang nhà mình ký đầu tướng mình được. Rồi ok bạn nói ui 4 bác nữa. Có đội quân rồi nha. Cái gì đã có đội quân rồi, thanh niên lấy số lượng đi chất lượng. Thanh niên chiến thuật số lượng đi chất lượng, tôi nghe mùi là biết rồi bạn ạ. Không sao. Đây là chiến thuật mồm điêu. Ok, chiến thuật mồm điêu của Vành các bạn ơi. Có cả chiến thuật mồm điêu luôn. Ôi, có thiếu một nữa thôi này. 15 là mình đủ rồi, phải không ta? Phải 15 không ta? Ừ đúng rồi, 15. Ồ, đây, ok, 15 đủ luôn các bạn ơi. Đấy, qua bên này chăn gà đi bác. Trời ơi, bác cứ chăn cho cháu đi, cháu ở nhà thôi. Đấy, cháu kiếm tiền, nó lượm tiền thôi. Đấy, không cần phải đứng xa. Không làm mà vẫn có ăn. Đâu ra, ai mà không làm, nói thế, với bác tội nghiệp ra, có làm. Trời ơi, đó là làm công việc quản lý mấy bác. Đấy. Đấy. Nói chung là hôm nay là chúng ta sẽ xây dựng căn cứ siêu anh hùng. Đấy là các bạn sau cái clip này các bạn thích mình xây dựng căn cứ nào thì các bạn cứ comment ở phía dưới nha. Đấy, mình chắc chắn sẽ thực hiện thôi, sớm hay muộn thôi. Đấy, bởi vì là chắc chắn là có nhiều căn cứ nó gọi là xịn sò hơn nữa thì mình thấy cái căn cứ nào nó nhiều like nhất thì chúng ta sẽ thực hiện thôi. Đấy, ok. Căn cứ Núp Tim. Căn cứ Núp Tim rồi ba. Rồi ơi. Đây, mình sẽ gọi là ok các bạn ơi, chúng ta sẽ kiếm nhanh thôi. Wow, nhanh thật các bạn ạ, đúng kiểu cho mấy bác đi mai level 2 rồi tham gia vào cái quá trình kiếm tiền cùng mình nó khác ngay các bạn. Rồi ok, rồi đây cho mấy bác xếp hàng ngoài đi, xem nào, bác xếp hàng ngoài, bác xếp hàng ngoài cũng ấy lực luôn này, nhưng mà cũng chăn gà luôn bạn, khỏi cần phải lại gần. Bác này tay hơi dài đấy. Đúng rồi, hồi bé chắc là luyện luyện tay dài các bạn ơi. Trời ơi, ok, ui 4 phút trôi qua rồi đấy mà chúng ta gọi là. Rồi ok thôi, mình chắc là để dành tiền đây nâng thêm một bác đi mai level 2 nữa thôi. Đấy, bác chăn gà thôi là chúng ta chắc là sử dụng đội quân. À không, thực ra thêm bác nữa đi. Thêm bác nữa cho nó đủ bộ. Ồ, đấy đôi 468 ngay, đủ ngay, trời đủ đủ liền. Ui 30 à. Thôi chúng ta gọi là xây dựng chắc là xuống dưới đó bạn ơi. Xuống dưới là mua đội quân được rồi đấy. Ở phòng thủ đã, chế độ phòng thủ đã. Đấy, lính Núp level 1. Đấy, xem rằng là đâu
lính núp level 1 là có cái gì các bạn ơi. Thực ra đây là siêu anh hùng level 1 thì đúng hơn. Đấy, xem nào. Trời ơi, Spider-Man. Ui. Nhầm, đây là Spider thịt lợn. Ok, đây thả nhầm đây. Ok. Spider-Man các bạn ơi, nhưng mà cầm kiếm. Không phải bắn tơ nhện à? Chắc là gọi là Spider-Man mới đầu tập luyện các bạn, chưa có gọi là khả năng phi tơ nhện. Ok. Bắn tơ nhện. Ui, đẹp thế nhờ. Ui, nó quần lực chiến nhờ. Spider-Man đến từ tương lai cầm kiếm. Ok, thôi, núp có đội quân đứng trước cửa nhà rồi, chớm vanh gọi là ho he một cái thôi là ký đầu vanh. Ôi bạn rồi, chúng ta sẽ ok vanh để cho ở trong nhà. Thả đâu thì thả, trời tập này thích thì chiến đi. Rồi ôi sớm muộn này cũng phải chiến, mà chiến trước chiến sau thôi. Rồi nâng cao tinh thần gọi là máu chiến lên. Các bạn ơi, cũng gãy thế thôi bạn ơi, đội quân mình cũng yếu ớt lắm. Đấy. Hai bác đi chặt bò mà đi mua đội quân à. Ok, đây, mình nhặt một lèo luôn à. Ok thôi, mình cũng phải dồn tiền các bạn ơi. Mình cũng phải để dành tiền thôi chứ không để sinh nhân vanh. Rồi ok. Mùng nói để dành tiền nhưng mà giá công gọi đi mua bắt chặt bò các bạn. À đâu vắt sữa bò. Này. Các bạn nó ngon ngay. Ui, cảm giác như là khi chúng ta đã có được cái mở được mấy cái khu mai mới hơn ấy là tiền nó về nó như nước các bạn. Ui ở đây, đấy. Nó không mất luôn bạn, nhằng cái nó được là 30 rồi. Ok bạn, đây, thả cho hai bác đứng sát nhau luôn. Bạn nào, néo vào đây một cái là được. Đấy, 30 liền đó bạn. Nhanh thật. Rồi, đâu, anh chiến chưa, để núp vừa chuẩn bị. Có chiến không? Rồi, rồi, ok chị thôi, thả đấy, thả đi. Ngại ngần gì vết bẩn. Kiểu mấy con à, 6 con à, thế là anh mua 6 con luôn. Ok, khinh à, khinh địch à, núp mua thêm 5 level 2 này. Trời, dám khinh mình, bạn thấy mình thả bao nhiêu thả đấy rồi chơi kỳ cục vậy. Quả sao lại. Thế Vanh sẽ mua 10 con này. Ui. Cái gì đây? Người khổng lồ xanh các bạn ơi. Hắc hắc hắc. Ui, hắc phiên bản Minecraft. Cơ bắp như anh Golem các bạn ơi. Rồi ok. Vanh thích mua gì thì Vanh mua thôi. Trời ơi, đội quân của Vanh chiến thuật như nào đấy là việc của Vanh các bạn. Cứ để đấy đã. Ok bạn ơi. Mình sẽ mua thêm level 3. Ok. Ui, tầm này tiền năng nhiều bạn, đầu tư luôn level 3 luôn. Đâu? Level 3 là cái gì đây? Ui, level 3 là Wonder Woman các bạn ơi. Bộ kiếm khiên của Wonder Woman thì rất là xịn các bạn ạ. Đấy, gõ một cái rồi là sưng đầu đối thủ lên ngay. Trời ơi, rồi. Chưa thấy quanh thả quân các bạn ơi. Thả quân rồi mà. Thả đâu sao chưa thấy chiến? Thả chứ thả. Mà chưa cho chiến giờ chiến. Thả cho chiến đi, nam tử hán này cho vui sợ à. Giờ nhát như đế rồi. Ok bạn ơi, mình sẽ vào vấn đề luôn. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Nhận với chúng tôi này. Chiến đi. Các siêu anh hùng, gõ đây, ký đầu đi. Ui, chiến rồi, tự ra sẽ là mua level 4 luôn. Chui cả vào nhà này. Level 4 luôn bạn. Rồi, tuy rằng tiền ít nhưng mà vẫn có đủ 4 gọi là siêu anh hùng level 4. Ui, trời ơi, hắc quay. Ok bạn ơi, ok, vô đi. Rồi, xong nhà Vanh chuẩn bị thất thủ rồi. Ôi, nhiều thế này. Mình bay qua cái điểm của Vanh rồi. Dở rồi. Giết dở rồi bạn ơi. À, chứ, mỏi. Ôi này tội lỗi quá, thả tới nha, để núp tắt cái nâm châm này, trả Vanh 64 này, thả núp bay qua đây núp, ok à. Này, trả Vanh ở trong dương này đấy, trả Vanh nha, núp không biết là núp, không biết là có hút hay chưa, đủ. Nhanh. Ôi giời, ôi thanh niên này, ôi giời, ôi giời, sắp thua đến nơi này, ôi giời, ôi. Thanh niên, thả đi, ôi giời, ôi nhanh lên cứu nhà vua đi. Thả, tôi nói có sai đâu, thả nữa đi. Thả, như mình nhìn thấy đội quân của Vanh nằm xuống mình đau lòng quá. Ôi giời. Tha cho thanh niên này thôi. Rồi, ok thôi. Không tha được. Núp tha, núp không đánh dồn dập nữa bạn, núp sẽ đi xây dựng khu mai tiếp đấy, đánh dồn dập lại bảo. Rồi, sao đánh cả lên tầng làm cái gì? Ôi là ai biết đâu, lo. Lo mà bảo vệ mấy bác đi nhá. Rồi, luôn chứ tội mấy bác quá. Rồi ôi. Bà mới ui đội lính của núp. Ui. À gáy à, vẫn à chứ mình lỡ mồm. Ôi trời. Không sao đấy, gáy với chúng tôi à đâu. Ui, thế nên thả toàn level 1 à? Thả chứ. Ok bạn này. Không sao. Bảo vệ nhà bằng cái tiền ít đã chứ. Tiền ít cái gì? Đâu. Thanh niên mình sẽ thả vội nhá. Núp đã thả đâu? Trời, núp đang xây dựng gọi là
À, level 4 các bạn này, vẫn mua level 4 mà núp dưới thả gì. Vành nói Vành sợ các bạn này. Thực ra vừa nãy mình tưởng mình thắng Vành rồi cơ, thế đâm ra mình cũng sợ. Bởi vì thắng nhanh quá nó cũng chán các bạn. Chưa được test mấy đội quân khác rồi Vành đã thua rồi. Thế là chơi thế thì còn gì là thú vị đúng không? Rồi ok. Đúng. Đấy, chúng ta sẽ được level 4 này. Ui, hợp lý luôn. Đấy, ui. Trời ơi, chuyên gia mấy bác gọi là chăn lợn nhiều, siêu nhiều luôn. Đấy. Lợn kim cương luôn nha các bạn nhé. Rồi ôi ôi ui ôi ok tầm này được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang golem. Ôi, chăm sóc anh golem bạn ơi. Ui rồi vừa nãy là núp lỡ bay rồi nhá, đáng nhẽ ra hình như là mình lượm của Vanh chưa được một sở tách các bạn, lúc mình trả Vanh một sở tách bị lỗ. Thôi ông đừng bốn điều một sở tách nha. Mình chơi fair play chứ không là mình im lặng là mình ấy rồi lại lỡ thề lỡ hứa là chơi giờ chơi ra là sẽ bị hôi nách bị ế đâu nào, mình chơi fair play bạn khổ lắm. Ok à? Bác ơi, bác làm gì đây? Sao bác nhìn anh golem hoài vậy? Ta nói chứ anh golem ơi, xuống đi. À đây, ok, mình cứ tưởng là anh golem sẵn sàng gọi là nghênh chiến hết tất cả quân lính của núp luôn. À sẵn sàng à? Ok thôi, thế thì núp nghênh chiến. Rồi ok thôi, núp cũng sẵn sàng thôi. Level 4 là hắc quai à? Ok. Nói chung là cái siêu anh hùng này thì bắn cung, chuyên bắn cung các bạn. Nếu bạn nào chưa biết. Ok, còn mình thì biết rồi. Ok, rồi chúng ta anh ấy ném mũi tên đấy. Ui, thêm Black Widow nữa này. Ui, cũng là xạ thủ à. Ui, cầm hai súng luôn. Ok. Rồi thế thì từ từ nha, mình sẽ phải có chiến thuật rõ ràng. Chúng ta phải có chiến thuật rõ ràng các bạn ơi. Đấy nhá, chúng ta sẽ phải mua thêm chắc là lính level 6 là level 5 đấy. Ok, thế thì mua thêm ít lính level 6 đây. Đấy, để cho chắc là lính level 6 là sẽ level 5, level 6 cơ à? À, ôi giời, 6 rồi. Ui, Captain America. Ui, cầm búa to luôn. Úi dồi ôi. Nào chiến chưa? Chiến chưa thế thả gì? Ra để khiêu khích đi. Trời ơi. Tính ra 10 phút rồi, 10 phút rồi lúc có thể thả vùng rồi các bạn ơi. Nào chiến đi. Qua đi. Đấy, mình chấp các anh ơi. Các anh ơi đi các anh ơi. Ok à. Các anh đứng đây. À đây đứng xa bắn các bạn ơi. Úi trời ơi. Ok. Rồi chúng ta sẽ mua thêm nhiều Captain America bạn ơi, các bạn biết Captain không? Trời rất là mạnh. Ui. Đội quân của chúng ta ra đi, Captain ơi, Captain ơi, đội trưởng Mỹ ơi. Ui, bảo vệ đi. Này, qua bên này nhớ tắt hút đi nhá, thanh niên Vanh nhá. Rồi, Vanh có qua bên đấy rồi. Nói trước đấy. Ui, chưa quá. Chứ giờ đội quân này ghê quá bạn ơi. Ok, không sao, chúng ta sẽ mua thêm gọi là Captain America bạn ơi. Ui, ký đầu đi, Captain ký đầu đi. Ui, như này chơi lấy thịt đè người hả? Ok bạn, không sao. Lính mình thì còn đâu các bạn. Ôi giời ơi, Captain. Ui, Captain mạnh thật. Ồ gà bạn là lấy thịt đè người à? Tôi cũng chơi chiến thuật đấy. Rồi nào chơi đi. Không, Vanh đè okay. Người nhưng mà đè bằng hắc nhá. Ok. Ngoài là Vanh giàu các bạn ơi, Vanh chọn hắc là trâu bò phải không? Ui, đội quân mình đứng xếp hàng nhà. Ui. Chiến luôn các bạn, chiến luôn tầm này. Con bò đây. Thôi từ từ đã, mình sắm đội quân đã, phải thả một leo luôn bạn. Thả muốn thả luôn. Đây là cho đội quân bảo vệ tướng lĩnh của mình. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mua thêm level 7. Thả lấy trong nhà rồi. Nó cũng thế. Ui, xem nào. Đây là gì đây? Đây là ui to. Ui. Iron Man với găng tay Thanos. Oh my god. Okay. Iron Man lại găng tay Thanos. Iron Man có thể điều khiển được găng tay của Thanos đây, không biết à? Trời ơi, lòn thế. Okay, bạn mình có xem chưa thấy đâu. Này thanh niên này chưa thấy thả ra ngoài nhở, chứ buồn thật đấy chứ. Ok bạn ơi, thanh niên có con xịn à, tất nhiên thả ra ngoài. Người ta bị chuyến như máu chuyến như khi nào ai à, đừng ngoài búa cháu lại chiến đây à. Chiến đây quan ra đây cuộc chiến này thẻ luôn này. Iron Man tới đây, lên Iron Man lên đi, lên đi. Ui Iron Man đâu, chưa thấy Iron Man đả động gì là thế nào. Ok chết dở rồi, Iron Man đứng làm ngơ rồi bạn ơi. Ui rồi xong rồi, chết rồi, tôi dùng đội quân của tôi xây ra thì Iron Man cần có cái gì đó bạn. Rồi ok bạn, ui đây là Iron Man bắt đầu hình như là búng găng tay rồi đấy. Ui tôi nghe thấy tiếng mình rồi. Ok bạn ơi, ui đấy, ui Iron Man bắn ra viên đá gọi là sức mạnh kìa. Ui là trời, ai ạ, bắn vào mông em rồi anh. Để một ít ở nhà đấy. Ok còn bạn ơi, để đâu thì không quan trọng các bạn ơi. Iron Man, tôi mua Iron Man. I am Iron Man. Yes. Ok bạn ơi, I am Iron Man, bay lên. Ui, đội quân của tôi chiến thắng rồi. Oh yeah. Chiến thắng rồi á? Chiến thắng rồi. Ui rồi. Iron Man đi qua bên kia đi. Đã đập được cái đầu. Iron Man của tôi cứ sao các bạn ạ, sao làm sao ấy.
Rồi, ôi, tôi thấy máu tướng của Vanh lại mất khá là nhiều. Đây này, Vanh mua Iron Man giống núp à. Ok, tôi tưởng là không mua Iron Man, cũng mua à, cũng không hỏi à. Ok, không sao. Sao bắn cả tướng mình thế? Lòn, hơi lòn nha. Hơi lòn, ok, chúng ta sẽ mua thêm một anh Iron Man. Ok. Đấm luôn cả bác bán đồ luôn. Nhà mình thì bây giờ đang an toàn lắm, nên làm ra mình cứ bình chân như vậy thôi. Ok, ủa. Chưa thấy ai sang nhà nhỉ? Ui, Iron Man bay như chim ở nhà thế này. Đúng choán thật đấy chứ. Úi dồi, ok bạn. Ui, ui, phòng thủ ở đây xịn thật sự. Ui, tiến đi. Hỡi Captain America, hãy làm tanker để cho Iron Man đứng ai sau. Lướt lướt qua cái lại làm. Không, 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 không nha. Người ta vẫn đứng ở nhà nha. Đừng có nói thế nha. Mua ăn cho người không có tội là đi bụi nghe chủ á. À, ok. Hình như lúc nói nhầm. À, cái gì? Có tội chứ. À, không, không có tội. Không có tội nha. Ui, Iron Man, à quên mất Captain America. Ok bạn ơi, thôi tôi mua thêm Iron Man, tôi thả thắng trực trực diện qua bên đứng đây bạn ơi. Đây chúng ta có thể thả vùng đỏ thôi mà. Đấy, ui, rồi. À, lúc đi nhìn xem đội quân qua đây rồi xem. Ui, ai nấy đều có găng tay vô cực các bạn. Đẳng cấp. Bắn cả Vanh vậy. Tất nhiên rồi, Iron Man của người ta và đứng có sang bên này hút hút gì nha. Ui, bạn ơi, xem nào. Mình sẽ mua thêm Captain America, ok. Đấy, chúng ta sẽ mua thêm Captain ở nhà. Mình tắt cái này đi, tránh trường hợp hút của thanh niên. Ây ạ, tránh trường hợp hút của thanh niên Vanh. Rồi, luôn bác bán đồ, bắn chết, đánh chết luôn Iron Man nhà Vanh rồi. Ờ, hay quá. Úi dồi. À, đúng chứ Iron Man đứng ở nhà hoài luôn ạ. À. Kể cả Thor thế này, đi ra đi. Đi đi, đi đi, đi đi, vào thẳng nhà đối thủ chiến đấu đi. Đây, ok bạn này. Bây giờ đến phút 20 là có thể thả qua màu nhà của đối thủ nha. Thả qua màu nha, chứ không phải là đứng thẳng ở nhà thả thôi nha. Ôi, mẹ bạn ơi, đây rồi. Thời kỳ chuẩn bị gọi là endgame đến đây là mình chuẩn bị đang có đội quân rất là hùng mạnh rồi. Chỉ cần chờ một xíu thôi. Để chúng ta có thêm gọi là đội vệ binh. À không, đội quân đằng sau. Siêu hùng mạnh. Siêu nhiều ấy thì cũng thế thôi anh ạ. Tuổi con ngang con. À, ok. Mình sẽ đấy các bạn. Chắc là mình không mua Thor đâu, mua chắc là hết gọi là Iron Man đi. Ui giời ơi. Đấy, chúng ta thả hết ở bên này đã. Ok thôi các bạn ơi. Ok, siêu nhiều với chúng tôi hay không thì chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi không quan tâm. Làm việc đi Iron Man. Thể hiện bản lĩnh của mình đi. Rồi, ok bạn này mua tiếp tục. Tiếp tục lại là những chiến binh gọi là siêu xịn sò của mình. Đấy. Rồi sao lao hết vào đánh bác bán đồ là thế nào? Ok à, bác bán đồ gây thù chỗ bán gì hả? Chắc là phải đánh người bán đồ trước chứ. Ok bạn này. Đấy, chúng ta sẽ... Ui dồi, ai à, à. Lấy thịt đè người bạn này. Lấy thịt đè người, lấy thịt đè người. Tưởng mỗi danh biết lấy thịt đè người. Lấy thịt đè người. Lấy thịt đè người. Lấy thịt đè người. Bài này lấy thịt đè người. Chưa bao giờ là thất toàn. À thế à, ui dồi ôi, lấy thịt đè người à hả? Anh chắc chưa? Thế thì là người à? Thế thì là người à? YOLO đi các anh em! Trời ơi! Thấy đâu hết rồi? Rồi đi bụi hết rồi chứ còn đâu? Còn cái nệt, à, nó còn đúng cái nệt thôi anh ạ. Cái này phải kết hợp bạn ơi, chưa chắc cái lấy thì đè người đã chiến thắng đâu. Ui. Qua đi. Qua đâu? Qua đâu? Qua đâu nào? Qua đâu nào? Qua đâu nào? À, anh định qua đâu? Anh định qua đâu? Tả tiếp này. Ui. À tiếp này, qua đâu? Ôi, hết tiền qua rồi, đâu? Định qua đâu? Không, 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 không có đình chiến thì nhà tòa luôn. Tôi mất công đánh nãy giờ, tôi tốn bao nhiêu gọi là của cải vật chất ra bảo dừng chiến à? Không được, không được các bạn ơi. Nhân cơ hội này phải đàn áp đối thủ ngay. Lấy gọi là ấy đã. À như lấy lính Captain America bạn ơi. Ui giời. Rồi ok, đánh nhau bay lên trời luôn. Đấy, à, mới 18 phút thôi, thế đâm ra là mình chắc là chờ một lúc nữa thôi là mình end game là vừa. Ui, Iron Man đứng ở trên này xịn ngầu thật sự bạn ơi. Vanh vẫn có mấy con thủ nhà này. Ok, ok. Chết dở rồi, sao Iron Man đứng đây? Trời ơi, tự nhiên mình sẽ đẩy Iron Man của mình qua đấy để solo với Iron Man bên thanh niên. Ôi. Ờ đúng rồi, hay quá. Ui, tính ra Iron Man của bản thân chính team mình có thể bắn được sát thương team mình nha. Ê, dở rồi bạn ơi, hỏng rồi. Ok, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn anh trên kia kìa. Anh trên kia, anh ơi. Ý, quá quá. Anh Nguyên này mua nhiều quá đấy à. À, đúng chứ. Ok, bạn ơi, chúng ta sẽ lấy Thor. Chúng ta lấy Thor. Thor có thể là giúp ích cho mình, nó là tấn công ở trên cao. Ok, không sao, đây. Rồi,
Ok bạn ơi, bây giờ là chúng ta có thể là thả, chuẩn bị thả được. Đấy, 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 đấy. Ui, thò lém búa bạn ơi. Ui, ui giời ơi. Ok, ok bạn, thò. Ui, khổng lồ xanh. Khổng lồ vàng này cũng hút thế rồi. Ra hút đi. Ui, khổng lồ vàng này cũng thế rồi bạn ơi. Ok, kìa, sao hút nó cứ chui vào góc này làm cái gì nhở? Ok, ai biết. Thanh niên này cho cái con đỏ đỏ kia đi xuống khác đi. Con đỏ đỏ là con gì? Con ở trong góc này nó cứ nhìn cái gì đấy là vấn đề của Vanh nữa. Đấy là bởi vì Vanh không biết gọi là điều chỉnh đội quân nào cho phù hợp đánh bại chứ. Rồi ok, phút thứ 20 rồi, chúng ta có thể thả ở màu của nhà đối thủ rồi. Ok bạn ơi, đến giờ endgame rồi. Ui giời, Avenger endgame đi. Ui, thả màu nhà thôi chứ không phải thả trực diện vào nhà bạn ơi. Cái nhà để mình gọi là tắt ra đi, tránh trường hợp hút của thanh niên Vanh với thanh niên bảo chơi bạn. Rồi ok bạn ơi, đấy. Bảo vệ nhà đi. Bảo vệ này, bảo vệ này, hút cả bò hút cái bò tót không cần biết các bạn ơi. Ui, bò hút này, bò hút với chúng tôi này. Ui, bò hút này không đủ vậy. Nhà núp còn đứng cả đống cái này thà, chứ nhà núp còn đứng cả tấn cái này. Ui, bạn bao nhiêu cũng phải đủ. Không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ các bạn ơi. Ui, đội trưởng Mỹ ra gõ kia ở đầu đi. Đội trưởng Mỹ với chúng tôi à? Rồi, hết tiền rồi đấy. Đội trưởng Mỹ với chúng tôi à? Ờ, mình vẫn còn nhiều lắm bạn ơi, mình chưa hút đồng. Úi, các bạn thấy không? Hút một cái rồi. Gần 9 stack. Ui, không, ui, quá nhiều. Quá nhiều bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ gọi là mua thêm Captain America bạn ơi. Này chắc là mua được chục, chắc là 10-20 anh nữa. Đấy, ui, mua hết bên này các bạn. Mua hết bên này. Ui, mười mấy stack kim cương luôn. Ngoài, nên mua nhiều đây. Mua nhiều đây. Mua nhiều này, mua nhiều à, sao thả nhiều thế? Ờ, người ta từ thích từ thì... bình tĩnh thôi. Người ta thích thì người ta thả thôi, người ta phải thả dồn dập chứ. Nãy giờ tấn công chiến tranh. Ủa rồi, chết bác đội rồi. Chiến tranh bao nhiêu chế độ? Ủa ơi. Đâu, qua nhà núp mua bác đội. Mua cái này, mua cái này, mua cái này. Ủa ơi. Ok, thanh niên này mua lính của núp à? Ok, ngáo à? Thanh niên này mua chính lính của mình à? Mình không bảo thanh niên mua hộ mình luôn đi, thả như thanh niên đau đầu thật. Mười bác này, nhanh lên đi mười bác. Mười bác đâu rồi? Thế thì mấy bác hồi sinh gạo. Hồi sinh rồi phải không? Thế thì để nút thả cho thêm mấy bác nữa để mấy bác hộ Vanh nhá. Ui rồi ôi. Rồi chúng ta đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Đúng rồi. Ok bạn ơi, mình có cái búa ở đầu đi. Ý đầu vô Vanh đây. Ui, máu mất khá là nhiều bạn ơi. Mình thả thêm cho gọi là mấy anh Iron Man nữa. Iron Man này thì phải tấn công gọi là thôi trực diện thì mới mạnh các bạn, chứ còn tấn công từ xa. Ôi, thấy nhiều... là thấy nhiều đấy. Ui, đội quân mình nhiều quá. Ai à, mua thêm Iron Man này. Ai à, trời ơi, đấy, thả đây. Ui giời. Đi nào. Trời ơi, ra đâu, ra đâu, ra đâu. Ui, đội quân mình đông quá các bạn ơi. Bắn đi, đúng rồi, bắn đi, bắn đi, đúng rồi. Ná cho mấy quả. Thấy là thấy. Biết. Ui. Đánh đi, đúng rồi. Ôi, hay quá, hay quá. Ui, ui. Mua đi vào đi. Mua lại ra ngoài. Ok, ui giời, núp đi. Núp về vào đây rồi bạn ơi. Mua đi này, đi à. Ô, hay quá. Rồi, ok. Ui. Thả chứ đội quân của mình đông quá bạn ơi. Lắc. Rồi, ok bạn. Ngoài mình thôi. Rồi, mình đứng ở đây đó bạn ơi. Mình đứng ở đây. Mình đứng ở đây chào các bạn đi cho nó đỡ lag các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Đội quân của mình đông quá đến nỗi mà nó còn gọi là lag cơ mà các bạn thấy không? Ngoài toàn gọi là Iron Man luôn, rất là xịn sò. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã gọi là xây dựng được cái đội quân gọi là siêu anh hùng rất là xịn sò rồi. Đấy và chắc chắn rồi, mình yêu thích nhất vẫn là Iron Man. Còn các bạn thì sao? Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của Vanh. Ấn đăng ký ủng hộ Vanh nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.